thấy này, đây là toàn bộ phần logo này, như trước mình đã làm và sau khi mình làm này, mọi người thấy chưa, nó rất là sáng chưa. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người lại quay trở lại với video của mình hôm nay. Thì trong cái series chia sẻ kinh nghiệm thì hôm nay mình sẽ làm một cái video ngắn để giới thiệu anh em cách anh em tẩy cái Chrome. Đó, đây là con Satafe. Thì Satafe này thì đời mới cho nên toàn bộ cái phần bề mặt ca lăng Chrome rất là nhiều. Thì cái chiếc xe này đang hiện tượng ố Chrome trên bề mặt rất nhiều này. Đây mọi người nhìn thấy đây, Chrome bị ố rất nhiều luôn này. Đây các cái chi tiết đây. Đó, logo đây, ố rất nhiều. Đây mọi người nhìn thấy này, ố rất nhiều. Cái này thì đơn giản thôi, gặp mình thì mọi thứ đều giải quyết được hết. Anh em sẽ cần một miếng mút chuyên dụng nhé, và một cái chai dung dịch chuyên dụng để tẩy Chrome. Đó, mọi người cho lên cái miếng mút chuyên dụng như này. Đấy, một lượng dung dịch vừa đủ trên bề mặt. Đó, sau đó mình sẽ cho đều lên trên cái phần Chrome mình cần tẩy. Mọi người lên dùng miếng mút này, mọi người tẩy Chrome nó rất là nhanh. Cái Chrome là một phần rất là quan trọng trên một chiếc xe, nó là một cái phần bộ mặt. Đó, cái Chrome mà bị ố rồi không còn độ sáng nữa thì nhìn cái phần bề mặt nó sẽ rất là xấu, giống như mặt chúng ta chưa được rửa mà bị nhọ đấy. Đó, thì anh em cần tẩy nhé, mình sẽ tẩy cho các bạn một đoạn, mọi người có thể nhìn thấy và có thể cảm nhận được và so sánh nó dễ hơn. Ok, khi mình tẩy rồi thì bây giờ mình sẽ quay và mình kiểm tra lại xem là những cái chỗ mình tẩy nó sạch ok hay chưa. Mọi người có thể nhìn thấy này, đây là toàn bộ phần logo này, như trước mình đã làm và sau khi mình làm này, mọi người thấy chưa, nó rất là sáng chưa. Đó, toàn bộ phần Chrome này, đó, được tẩy rất là sáng này. Đây, phần Chrome này, chưa tẩy này, và phần Chrome đã được tẩy này, nó khác biệt hoàn toàn nhau luôn này. Đó. Thì vậy cho nên là cái bộ mặt của anh em thì anh em cũng cần phải chăm sóc thường xuyên nhé. Phần logo rất là đẹp, nó rất là đẹp như này, mà mình không tẩy đi thì nhìn nó rất là xấu, đúng không? Chỉ cần một cái chai dung dịch chuyên dụng, đó, và một miếng mút, kèm một khăn. Như vậy là mình đã tẩy được toàn bộ Chrome rồi. Nó rất là đơn giản thôi, không cần phải dùng máy gì cả. Mọi người chỉ cần sử dụng thao tác, nó rất là đơn giản thôi. Ok, thì cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video của mình nhé. Mọi người đừng quên ấn like và subscribe kênh của mình. Xin chào, hẹn gặp lại anh em ở video sau.